Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam và Phương TV. Và mình là Trần Thảo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một chai nước hoa có một thiết kế vô cùng đặc sắc. Thảo cảm nhận là từ khi em này ra đời là từ cuối năm 2022 cho tới tận bây giờ thì cái độ hot của em này vẫn chưa thấy có một cái sự gì đó gọi là hạ nhiệt nha. Đó chính là Prada Paradox. Và chúng ta cùng nhau review thôi. Mọi người ơi, từ ngày 23 cho tới ngày 26 tháng 9 sẽ có chương trình tuần lễ thương hiệu Narciso Rodriguez ở tại Nam và Phim. Nên khi mọi người mua bất kỳ sản phẩm nào từ Narciso sẽ được auto giảm 10%. Hóa đơn từ 1,5 triệu thì các bạn đã được tặng một chiếc ống vial với mùi hương cực kỳ hot và mới nhất của nhà Narciso, đó chính là Narciso Forever. Còn hóa đơn trên 2,5 triệu thì mọi người vẫn được tặng một ống vial và thêm một quà tặng mọi người có thể chọn nha. Một là một chiếc mini size, hai là một chiếc túi đến từ thương hiệu Narciso Rodriguez, rất là xịn sò và sành điệu luôn. Và nên nhớ chương trình chỉ kéo dài từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 thôi, nhanh tay lên chân lên. Bởi vì số lượng quà rất là có hạn, chỉ dành cho 100 khách hàng đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu nha. Đây là em Paradox của nhà Prada được ra mắt vào năm 2022. Và khi mà Thảo thấy cái em này ở trên gọi là cái diễn đàn nước hoa, mọi người Thảo rất là thích luôn. Cho đến tận ngày hôm nay mình mới có cơ hội lần đầu tiên được ngửi mùi nè, cũng như là nhìn thấy tận mắt ha. Ở thiết kế là em này đáp ứng đủ cái yêu cầu của Thảo luôn. Đó chính là một chai nước hoa phải mang được cho mình một cái thiết kế thủy tinh trong suốt. Thứ nhất, thứ hai là về thiết kế của chai nước hoa này, nó rất là đặc trưng của nhà Prada luôn. Các bạn nhìn vô là biết cái chai nước hoa này của thương hiệu nào luôn đúng không? Và có một điều rất là đặc sắc nữa, đó là chúng ta có thể để em này ở trên bàn theo hai cách. Thảo cảm nhận là cái chai nước hoa này nó mang một cái tính thẩm mỹ rất là cao. Và ngoài việc là chúng ta sở hữu cũng như là sử dụng á, thì chúng ta vẫn có thể mua để mà tặng người thân của mình. Tại vì Thảo thấy nó về thiết kế này là ăn điểm chắc luôn. Thì đây là một trong những chai nước hoa nếu như mà Flyby á, thì chắc chắn là nằm trong cái danh sách là Thảo có thể không ngửi mùi mà Thảo nhắm mắt mua luôn. Và bây giờ Thảo sẽ xịt lại mùi hương này nha, và diễn tả được cái sự gọi là cảm nhận đầu tiên khi mà Thảo ngửi mùi hương này. Khi mà xịt em này ra, mình sẽ cảm nhận được mùi hương rất là gần gũi, nó mỏng nước qua nốt hương của cam bergamot nè, lê và quýt. Tầng hương đầu nhẹ nhàng, nịnh mũi, tươi mát nữa. Thì Thảo nghĩ đây là cái cách tiếp cận mà Prada muốn đưa mùi hương này đến tất cả các chị em á, rất là thông minh nha. Nó không có quá cầu kỳ, nó đơn giản thôi, nó gần gũi. Thì tầng hương thứ hai là tầng hương của những nốt hương hoa trắng, nhà sambac nè, neroli, hoa cam. Thì những mùi hương này Thảo nghĩ là nó cũng không có quá xa lạ chúng ta đâu. Và khi mà cái tầng hương thứ hai này nó bắt đầu lan tỏa, mọi người, Thảo lại cảm nhận được cái sự gần gũi, cái sự quen thuộc. Nhưng mà cái sự quen thuộc này làm cho các bạn cứ đau đấu hoài, có nghĩa là mình không có nhớ rõ ra mùi hương này chúng ta đã ngửi thấy ở đâu. Đây là một trong điểm mà Thảo cảm thấy cũng rất là thích. Tại vì đối với Thảo nha, nếu như mà mình sử dụng một chai nước hoa thì mình có thể tìm kiếm được những cái sự mới mẻ hoàn toàn. Nhưng đối với những chai nước hoa khác thì không hẳn lúc nào mình cũng sẽ tìm kiếm một cái sự mới mẻ, mà chúng ta có thể cảm nhận được cái sự quen thuộc. Thì Thảo nghĩ là cái này nó cũng khá là hay nha. Và cuối cùng là sự kết hợp của vani, hương benzoin, hổ phách và xả hương. Thì như các bạn cũng biết là Prada là luôn theo đuổi cái phong cách là nhẹ nhàng, là nữ tính, hiện đại, sang trọng đúng không? Thì mùi hương của Paradox cũng y chang vậy luôn. Với phong cách của Prada Paradox mang lại là Thảo cảm nhận được các bạn có thể sử dụng em này khá là nhiều dịp nha. Ví dụ như là mỗi ngày luôn, đi làm, đi học, đặc biệt là các vào thời tiết mùa hè như thế này thì cũng không quá là kén thôi nha mọi người. Em này tỏa hương cũng khá là tốt á. Còn về độ lưu hương á, thì với mùi hương hoa, trái cây thì theo kinh nghiệm mình Thảo sử dụng nước hoa là những mùi hương như thế này lưu hương được trên cơ địa của Thảo là thuộc dạng trung bình, chứ không phải là quá xuất sắc, nhưng mà cũng không phải là quá kém đâu nha mọi người. Thảo đoán cũng phải tầm từ 4 đến 5 tiếng. Thì cái này cũng phải tùy vào cơ địa đúng không? Tóm lại là Prada Paradox là một chai nước hoa mà Thảo rất tâm đắc về phần thiết kế luôn. Và như lúc đầu Thảo có chia sẻ với mọi người là Thảo là một người rất là thích dáng vẻ với thiết kế, vẻ bề ngoài, cho nên là nếu như flyby mùi hương này và dù có nhận về những cái kết quả như thế nào, Thảo vẫn sẽ chấp nhận nha. Bởi vì cái thiết kế vô cùng là đẹp luôn, cho nên là Thảo nghĩ là đối với các chị em thích siêu tầm nào, sở hữu những chai nước hoa đẹp như là em này thì chúng ta phải mua về liền ngay lập tức luôn. Tại vì hiện tại em này đã có mặt tại Nam và Phương rồi, và mẫu thử cũng có luôn. Các bạn có thể đến cửa hàng gần nhất để mà trải nghiệm cũng như là chọn được cho mình một mùi hương chân ái đem về nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam và Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.